tấn cường phải đây là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha hôm nay mình làm video uh, mua bán mai nha anh em mình nhờ uh, chủ kia kêu bán một cặp mai cổ thụ nha anh em từ 30 đến uh, 40 mấy năm tuổi trở lên nha anh em đó mình quay trước sau được một cái cây cũng uh, là cây này cái tàn này, rất là độc nha anh em hình uh, hình thông cây dần chịch ở phía trong nha anh em rất là nhiều nha bông rất là nhiều luôn cây này uh, ba mươi mấy năm tuổi đó thì cái gốc thì mình đo trên mặt đất nha, còn sâu ở dưới khoảng hơn một tấc nữa đó, mình quay chi tiết cho các em cùng xem đó, cây trần chịch phía trong nha bông rất là nhiều nha cổ thụ đó một cái mai lớn nha mình sẽ quay cây mai nhỏ sao anh em nha. đó cái gốc này nghe em thằng này mình đo ở trên mặt đất nha còn ở dưới cái mô nó phải tuốt ở bên trong nữa nghe em nha nha. tới bức tường nữa cái dây gốc nó dài nó hình nằm nha chủ không cho môi gốc cái gốc thì mình đo cái hoành 38 nha ở trên mặt đất nha còn ở dưới xong hồ hơn một tắc nó nằm dài nữa nha rất là ấy đó cái thân đó rất là trần trịch rất là đẹp nha anh em nhìn xa là rất là đẹp bông túa gầy rất là đẹp luôn anh em là muốn xem mai thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình quá cái chung là cái, này trên mặt đất nha anh em còn ở dưới gần... nó nằm dài tới bức tượng nha còn hơn một tắc hai tắc nữa rất là dài sâu này lâu năm rồi không có giờ bứng Đó, hơi chói mặt trời nha anh em Đó. cái tám nghe một mét rưỡi nghe cao hơn hai mét trở lên đây này cây mai này bốn mươi mấy năm nghe anh em thì cây này mình sáu tắt nha cổ thụ nha Đó. tự dưới đất còn sâu dưới nghe anh em ở sâu dưới cái củ cũ nó nở ra khoảng một hơn một tắc ở dưới nữa chủ báo là mới đắp mô lên nó còn sâu dưới lắm nha anh em. Đó, thì cái mây này từ hoành sáu tắc thì cao thì phân một ba nha anh em từ dưới đất dưới mình tính dưới lên luôn á à, tới nhánh phân chi ra là một một cốt 1,3 một cao khoảng 5 m tán khoảng 4 mét nha bốn mươi mấy năm rồi thì một cặp mai này chú bán một cặp nha anh em. Giá là 75 triệu. À, giá vẫn còn thương lượng nha. Anh em nào cần mình xem mai thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình. Rồi thì mình nhận wow. ai có mai quay để bán quảng cáo mai thì liên hệ số điện thoại của mình trên màn hình nha. Mình đến trực tiếp đi ghi hình bán giùm cho các anh em nha. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại với mình Zalo mình luôn nha. Số điện thoại mình là 0979 653 gặp trực tiếp mình đã trao đổi nha anh em thì cặp mai này 75 triệu giá còn thương lượng nha anh em muốn xem mai thực tế thì liên hệ với mình nha rồi mai này miền Tây Vĩnh Long nha anh em rồi video mình đã đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo